À, chào em á, đang bán này cái máy đo nồng độ oxy loanh quanh giá loanh quanh triệu anh em. Cái đầu mình mua một cái mình bán mấy cái máy gì đó, tạo oxy đó, mua lại của anh em một cái thì đắt quá mình mua luôn ba cái, mình bán một cái rồi cái để xài một cái đang bán. Con này nó có cái đầu giò cũng dài đó nè, dây đó, dây nhiều nha. Ví dụ anh em xuống những cái giếng hay là những cái cống, những cái hang, những cái hầm nào á, lâu ngày mình cũng vô mình thọc máy này xuống trước. Nếu mà nó báo oxy thấp là nó báo động mình bỏ trong cái không ngủ trong phòng nào kín hay không gian hẹp nha, trong ô tô nào á, mà anh em sợ ngủ quên nó không có oxy thì mình để cái máy này nó sẽ báo, nên mình thổi vô. À, nó báo động mình giật mình liền ha, không bị thiếu oxy nữa. Lanh quanh nhỉnh hơn triệu xíu anh em nha. Những cái đo thiết bị đo nó mắc, cái này mà nó hữu dụng nữa thì khi nó là cứu mình. Nhắn nhiều máy nguyên bản đẹp Nhật, em rất là Nhật. Không sửa chữa, không mà mướt. Gọn dễ mang đi. Rồi, cặp này mình thôi lấy cặp này nha, chung mấy anh em anh chia đồ anh lý lại mình bán mua được giá tốt, mình bán giá tốt. Cây bana 7, cặp bana 7.2 này cũng còn khá đẹp nè. Cái này là hàng bãi chứ không phải hàng trưng bày. Con này cái motor nó hơi với dầu nó hơi chảy xuống á, chạy nó hơi có mùi dầu. Còn con này bình thường mình bán hai thân máy này. Pin này mình xài anh em muốn đóng pin chuyển đế gì đó vỏ khác thì anh em làm cũng được. Còn nếu ấy là biết mình có Zalo mà rảnh rảnh đó mình chia sẻ cũng được anh em. Chứ nhiều khi bữa hứa mình quên đó, mình có dịp làm mình có pin thì mình sẽ về đóng. Không có anh em tìm vỏ pin cũng hơi lâu. Mà cây này được xài lực xài ngon lắm, xài điện điện tử luôn ngon nè. Dạ, cây này vẫn không hư gốc. Cây này cũng được mà nó hơi bự hơn chút, cây này ngắn gọn nè.